ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilea, cũng gọi là Tiberia, có đám đông dân chúng theo người vì họ đã thấy những phép lạ người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với người. Người hỏi Philip-phê, ta mua đâu được bánh cho những người này ăn? Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính người đã biết việc người sắp làm. Philip-phê thưa, 200 bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút. Một trong những môn đệ tên là Andre, em ông Simon Phêrô, thưa cùng người rằng: ở đây có một bé trai có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người? Chúa Giêsu nói: cứ bảo người ta ngồi xuống. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ 5.000. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, người phân phát cho các kẻ ngồi ăn và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tùy thích. Khi họ đã ăn no nê, người bảo các môn đệ, hãy thu lấy những miếng còn lại kẻo phí đi. Họ thu lại được 12 thúng đầy bánh vụn, do 5 chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư. Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: thật ông này là đấng tiên tri phải đến trong thế gian. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt người để tôn làm vua, nên người lại trốn lên núi một mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chào tất cả các chị em. Hôm nay ngày đầu tiên mà tôi trong vai trò là đặc trách giới hiền mẫu của các bà mẹ công giáo của giáo hạt Lạc An chúng ta được dâng thánh lễ với các chị em. Tôi tin rằng chúng ta sẽ còn nhiều dịp gặp nhau và sẽ có những niềm vui, rồi càng ngày càng hiểu nhau, chúng ta sẽ càng có những cái sự gần gũi hơn và thân cận hơn, yêu mến nhau hơn. Các chị em có tin điều đó không? Có, vỗ tay. Cảm ơn Chúa. Một điều quan trọng vô cùng, điều mà tôi, và tôi nghĩ không chỉ tôi đâu mà cả ban tổ chức cũng lo, đó là gì? Mưa. Cho tới giờ này không có mưa. Chúa ưu ái cho các chị em, Chúa ưu ái lớn lắm đấy. Vỗ tay. Cảm ơn tất cả chúng ta. Và một điều nữa, đó là bên cạnh các chị em, người thì lo chuẩn bị để từ nơi xa đến đây cùng nhau họp mặt dự lễ, rồi những người ở gần đây, quanh đây thì những ngày qua lo tập hát, lo tập... nãy gọi là gì? Múa hả? Hay là diễn nguyện? Mình nói diễn nguyện đi cho nó ra cầu nguyện ha. Diễn nhưng mà cầu nguyện. Và biết bao nhiêu những người xung quanh, từ người dọn lễ này, rồi sân suối, sân bãi này, giữ xe này, trống trắc này, rồi nấu ăn này, rồi thậm chí cả vệ sinh, vân vân, nhiều lắm không kể hết được. Chúng ta có một lời cảm ơn nhau và xin Chúa chúc lành cho tất cả những ai dù là đưa khuôn mặt của mình ra, dù là âm thầm,
đã phục vụ ngày hôm nay của chúng ta tới giờ này thật tốt đẹp. Cảm ơn Chúa và cảm ơn nhau. Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta ngày càng yêu mến Chúa hơn. Và tôi muốn gửi đến anh chị em nội dung của lời Chúa hôm nay qua bài giảng này. Thưa tất cả anh chị em, đặc biệt là giới hiền mẫu của giáo hạt Lạc An, nói về Thánh Anna, các chị em thấy Ngài có điều gì? Tiểu sử của Ngài rất ít và hầu như không gợi được cho chúng ta bất cứ một nhân đức nổi bật nào của Thánh Anna hết á, ít biết về Ngài. Thế nhưng có lần Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng Thánh Matthew thế này này: xem quả thì biết cây, cây tốt thì sinh trái tốt, cây xấu thì sinh trái xấu. Và quả mà Thánh Anna sinh, sinh đó là gì? Đức Trinh Nữ Maria, người mẹ của chúng ta, người mẹ tuyệt vời của trần thế chúng ta. Mẹ có rất nhiều những nhân đức, có rất nhiều những bằng chứng về kinh nghiệm và đời sống của mẹ để chúng ta học tập. Hôm nay trong tương quan với Tin Mừng, Chúa Giêsu làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều, nuôi đến chỉ tính riêng đàn ông thôi 5.000 người. Mà nếu nói như chúng ta hôm nay, các bà trong nhà thờ hầu như 98% thì số của các bà trong cái nhóm Chúa Giêsu làm phép lạ nuôi đó chắc có lẽ hơn 10.000. Bởi vì đàn ông thôi đã 5.000 mà các bà thì đi đâu cũng đông hơn các ông hết á, cho nên có lẽ phải hơn 10.000. Thôi chúng ta cứ gọi chung là hơn 5.000 người mà Chúa làm dấu lạ để nuôi họ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, để chúng ta nói với nhau về đức tin. Đức Trinh Nữ Maria đã trưởng thành trong đức tin, và Đức Mẹ có được điều này thì chắc chắn môi trường gia đình đã đào tạo Đức Mẹ. Trong đó có mẫu gương của hai thánh tổ Gioan Kim và Anna. Đức Mẹ Maria là con một của hai thánh Gioan Kim và Anna. Thường á, người ta nói là con một thì dễ hư. Không biết các chị em trong gia đình mình có ai đẻ có một con không? Chắc có chưa ha? Thế rồi có một đứa con thôi là mình nuôi nó trung trũm, là mình dành hết mọi thứ cho nó, lớn lên nó hư lúc nào mình không hay. Dĩ nhiên nói con một dễ hư không có nghĩa là hễ con một là hư. Có những gia đình biết đào tạo con mình, biết giáo dục con mình, nhất là giáo dục con mình trong đức tin, giáo dục con mình bằng đời sống đạo đức và lòng yêu mến Chúa, thì đó là điều tuyệt vời. Và tôi nhìn thấy nơi gia đình của Đức Maria điều này, để Đức Mẹ không phải một ngày một giờ mà có thể được Chúa chọn làm mẹ của Chúa Kitô, Đấng Thiên Chúa làm người của chúng ta. Đức Mẹ phải lớn lên và trưởng thành trong một gia đình có nền tảng đức tin, và nền tảng đức tin ấy phải được chính Thánh Gioan Kim và Thánh Anna, người cha và người mẹ ruột của Đức Mẹ, đã làm cho Ngài được kế thừa, làm cho Đức Mẹ được kế thừa. Vì thế nhìn quả thì biết cây. Tôi tin rằng để có được một người con rất thánh như Đức Trinh Nữ Maria, bà Thánh Anna cũng là một người mẹ có lòng tin tuyệt vời. Và lòng tin của bà hôm nay tôi nhìn thấy điều đấy trong Tin Mừng Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta. Anh chị em nhớ lại nội dung Tin Mừng mà xem. Khi Chúa Giêsu giảng dạy với rất đông người theo Chúa, thì Chúa động lòng thương với chiều tối rồi, họ không có gì ăn. Chúa nói với các thánh tông đồ là: các con hãy cho họ ăn đi. Các tông đồ bỏ tay, lấy gì mà cho? Thậm chí sẽ đủ 12, thịt của 12 ông không đủ cho người miếng. Các thánh tông đồ đành ngậm ngùi nói với Chúa rằng:
Lạy Thầy, 200 bạc bánh cũng không đủ cho mỗi người một chút. Chúa biết các ông đang bó tay chứ? Chúa biết đoàn tông đồ của Chúa đang hết sức bất lực chứ? Nhưng Chúa có rút lại lời: thôi, ta bảo các ngươi như thế thôi, chứ các ngươi không cho ăn cũng được, để họ về đi. Chúa đâu có nói như thế. Chúa vẫn tiếp tục mời gọi, hãy cho họ ăn. Dù Chúa biết các tông đồ hết sức giới hạn, đến nỗi bí quá. Một vị tông đồ được gọi là Thánh Andrê đó mới giới thiệu với Chúa rằng: thưa Thầy, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng như thế thì đủ vào đâu? Chỉ cần 5.000 người đàn ông thôi, chỉ cần chuyển cho mỗi người hửi con cá, nó rớt dần tới hết 5.000 người chắc cũng hết mấy con cá. Thành ra Thánh Andrê cũng bí quá rồi. Thầy cứ bảo mình cho họ ăn, lấy gì cho? Nghe lời thầy thì mình chết, chết một cửa ngay tức khắc. Ngài mới nói với Chúa rằng: 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhưng đủ vào đâu thưa Thầy? Chúa vẫn không rút lại ý kiến nha. Người vẫn nói rằng: các con hãy cho cả đám đông ngồi thành từng nhóm đi. Chúa xin 5 chiếc bánh và 2 con cá đấy, để rồi phép lạ đã diễn ra, hơn 5.000 người đã được ăn no nê mà còn dư. Chúa muốn mời gọi chúng ta hãy tin. Hãy tin vào Chúa lúc cùng cực nhất, lúc quẫn bách nhất, lúc khốn khó nhất, lúc mà mình cảm thấy mình giới hạn nhiều nhất, thì hãy tin. Thưa anh chị em, có ai như Đức Mẹ Maria của chúng ta? Ngày Đức Mẹ sanh Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đấy, là vua trời đất đấy, mà một bé thơ sanh ra từ lòng dạ của mình được gọi là Thiên Chúa trời đất đã khó tin rồi. Thiên Chúa trời đất ấy lại nằm trong một máng đựng cỏ cho bò lừa nó ăn, đầy tanh hôi, đầy mùi nước miếng của loài vật, thì càng khó tin hơn nữa. Và đứng là Thiên Chúa làm người của cả trời đất, của cả vũ trụ này, lại đi trốn một kẻ đang tìm giết mình, đang chạy trốn họ mà không làm gì khác hơn được. Nếu một người không có đức tin, tôi nghĩ Đức Mẹ đã chối Chúa từ lâu. Nhất là trên thánh giá, Chúa Giêsu ngỏ một lời đau đớn xót xa tận đáy lòng Đức Mẹ, đúng như lời mà ngày xưa cụ già Simeon đã từng bảo: một lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn bà, đâm thấu không phải trái tim bà. Nếu đâm thấu trái tim bà ngã xuống bà chết là xong, nhưng đằng này nó đâm vào tâm hồn mà là đâm thấu tâm hồn. Thì anh chị em mới hiểu là nỗi đau của Đức Mẹ dưới chân thánh giá lớn đến mức nào. Một người mẹ nhìn thấy con mình đang chết dần, chết trong quằn quại, chết trong đổ máu, chết trong thương đau, chết trong tủi phận và chết trong lúc nhục nhã, chết trong tiếng chửi bới của những kẻ đang hả hê vì giết được con mình. Thì anh chị em mới thấy Đức Mẹ đau đến mức nào, đau đến tận cùng. Hiểu như vậy mới thấy nỗi đau của Đức Mẹ. Nhưng Đức Trinh Nữ Maria, một người mẹ anh hùng, đã dâng lên Chúa trọn trái tim đầy lòng tin của mình, cho đến phút cuối cùng ôm lấy xác con cứng đờ, rồi để cho người ta tận liệm xác con mình, chôn xác con mình. Đức Mẹ vẫn tin đó là Thiên Chúa của mình. Lòng tin ấy Đức Mẹ đã được đặt nền tảng trong gia đình, bên cạnh người cha người mẹ là chính Thánh Gioan Kim và Thánh Anna. Ngày nay chúng ta cũng được mời gọi trong đức tin như vậy đấy anh chị em. Những lần chúng ta đối diện với thánh giá, những lần chúng ta đối diện với bao nhiêu thử thách chông gai, mình dễ lý luận thế này này: lạy Chúa, con khổ quá rồi,
Con đau đớn quá rồi, làm sao mà tin Chúa nổi nữa. Con đọc kinh hàng ngày, con cầu nguyện suốt, con tham dự thánh lễ thường xuyên, mà sao con đau đến mức này. Có những lúc chúng ta như bế tắc, có những lúc chúng ta như đi trong một cánh rừng mà không có lối ra. Anh chị em, tôi tin rằng cuộc đời mỗi người sẽ có những lúc như vậy. Những lúc như vậy mới là những lúc cần lòng tin. Những lúc như vậy mới là những lúc chúng ta phải tin để mình có can đảm bước tiếp. Nhìn lên Đức Mẹ Maria và nhất là nhìn vào gia đình của Đức Mẹ, nơi đó có một người cha thánh thiện, một người mẹ đầy lòng yêu mến Chúa đã cho Đức Mẹ nền tảng đức tin ấy. Chúng ta phải học lấy để giữa cuộc đời này chúng ta không lấy bất cứ lý do nào, dù là bế tắc nhất như các tông đồ bó tay trước đám đông, thì vẫn đặt lòng tin của mình vào Chúa, thì vẫn đặt hết tất cả đức tin của mình vào đấng mà mình gọi là Thầy, là Chúa, là đấng cứu chuộc mình. Cho nên hôm nay trong ngày lễ mừng bổn mạng của các chị em, tôi muốn trình bày khuôn mặt của gia đình Thánh Anna với một lòng tin. Ngài đã có nền tảng đức tin để cho, không phải truyền lại cho con cái của cải mà thôi, không phải truyền lại cho con cái một mảnh đất, một cái nhà, một chiếc xe, mà là để lại gia sản cho con cái là một nền tảng đức tin. Đức Mẹ Maria đã hạnh phúc khi ở trong vòng tay của người cha và người mẹ đầy lòng tin như vậy. Cho nên chính nhờ đức tin anh dũng ấy, mẹ vượt qua tất cả những thác gần, thậm chí cả những chiếc núi dựng đứng trong cuộc đời của mẹ, mẹ vẫn vượt được. Thì mỗi người chúng ta học lấy đó để tin vững vàng. Chúa mời gọi các tông đồ đừng sợ, nhưng có Chúa thì hãy đặt lòng tin vào Chúa. Chúa không làm cho ai quá khó khăn đến mức bó tay hoàn toàn. Chúa đã ra tay giải quyết để cả một đám đông có cái ăn, và các tông đồ chỉ việc sang sớt cho họ, phân phát cho họ. Thì ngày nay chúng ta cũng vậy, là người Công giáo, là người tín hữu Kitô, nhất là làm những bà mẹ, những ông bố trong gia đình Kitô, chúng ta mang lấy danh Chúa trong cuộc đời mình. Hãy bên cạnh cho con mình đi học này, cho con mình cái ăn cái mặc này, thậm chí chia của cho con mình nếu có, thì anh chị em đừng quên cho con mình một gia sản đức tin. Đó là gia sản bền vững nhất, không có ai có thể cướp mất được. Đó là gia sản có thể nói là bước vào vĩnh cửu dễ dàng nhất, hơn tất cả của cải tiền bạc. Chúng ta, những người cha người mẹ có trách nhiệm, phải là những người cha người mẹ đào tạo đức tin cho con mình bằng chính lòng tin của chúng ta. Và thưa tất cả anh chị em, chính trong đức tin cùng với Đức Mẹ Maria, cùng với gia đình Thánh Anna, tôi mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin ấy. Tôi tin kính